Chào các bạn, hiện tại mình đang cầm là cái main con Samsung Note 3 các bạn. Thì trong quá trình các bạn xài mà main các bạn có hư lỗi hoặc vô nước mà không có sửa được, cái giải pháp cuối cùng là mình phải thay main. Thì hiện tại main Samsung Note 3 này bên mình có sẵn hàng, các bạn tới thay thì liên hệ bên mình, hoặc là muốn mua về để thay main thì cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, bên mình sẽ ship hàng về cho các bạn. Hoặc nhìn nè, main main zin full chức năng các bạn, chưa sửa chữa, chưa không có vô nước nồi hết, main zin sáng đẹp. À, các bạn thấy main zin sáng đẹp nè. À, cảm ơn các bạn đã xem clip.